Mến chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thắt cà vạt nhanh và đơn giản nhất. Thời gian để thực hiện tôi nghĩ là chỉ khoảng từ 10 đến 15 giây, tính từ khi bắt đầu và đến khi chúng ta thắt xong. Và nếu các bạn nhanh tay hơn thì các bạn có thể thực hiện ít hơn 10 giây. Trên mạng tôi thấy cũng có khá là nhiều video hướng dẫn, nhưng tôi thấy cái cách đó nó cũng khá là chậm từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Cái cách đó thì nó sẽ phù hợp cho chúng ta khi chúng ta thắt 1 đến 2 cái. Và nếu các bạn có nhiều đây cà vạt thì các bạn sẽ thắt trong bao lâu? Và đây, để thắt được hết cái đống này thì các bạn cần đến cách mà của tôi. Nói thì dễ lắm, giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem để các bạn thấy là những gì tôi nói là sự thật. Đây, tôi có một cái cà vạt mới. Đây. Và bây giờ tôi sẽ thắt thử cho các bạn xem nha. Kế bên đây tôi có để một cái đồng hồ bấm giờ. Trước tiên á, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thắt trước nha. Và sau đó tôi sẽ làm thử cho các bạn xem. Thì để cách thắt á, thì chúng ta sẽ thắt như sau. Chúng ta sẽ cái mặt phải đây nè, thì chúng ta sẽ úp nó xuống đó. Còn cái này là mặt trái nè các bạn, không mặt trái các bạn sẽ thấy là đây là mặt trái nè, mặt trong của nó nè, và nó có một cái nhãn ở đây, nó là mặt trong. Cái nhãn này á, sau khi thắt xong á, thì chúng ta sẽ nhét cái phần dư vô để nó không có lòi ra bên ngoài. Rồi thì trước tiên đó, các bạn chạy thẳng nó ra nha. Đó, các bạn chạy thẳng nó ra như thế này. Và các bạn lấy cái điểm xác định của nó là ngay cái nhãn này nha. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn xoay nó như thế này. Đó. Tôi làm lại nha. Đây, tôi làm từng bước cho các bạn xem. Tôi sẽ để đồng hồ vào về. Nè, các bạn chỉ cần gấp nó như thế này. Đó. Cái nhãn nó nằm ngay đây. Không. Rồi tiếp theo. Các bạn bên này thì các bạn gấp ngược lại, các bạn giữ tại đây và các bạn gấp cái dây này lên trên đây, ngược lại như vậy. Rồi. Phần này các bạn cứ giữ thẳng ra, không quan trọng. Rồi tiếp theo, để bắt đầu gấp thì các bạn chỉ cần làm như sau. Các bạn sử dụng 3 ngón tay hoặc là 2 ngón tay. Tới 2 ngón hoặc 3 ngón đều được. Các bạn xỏ vô đây nha, các bạn xỏ vô cái bên trái nè. Rồi sau đó các bạn xoay qua cái bên phải. Móc và móc cái bên phải này vô nè. Cho 3 ngón tay vô nha. Các bạn cho 3 ngón tay vô đây. Nè, lúc đó cái 3 ngón tay của bạn nó sẽ lòi ra trên đây nè. Bạn lấy cái đầu còn lại nè, cái đầu đang dư này nè. Đó. Các bạn sẽ kéo nó. Cái này các bạn cứ vuốt cái này nha, theo cho nó theo thứ tự nè. Đó, các bạn vuốt như thế này. Đó, rồi các bạn sẽ cầm được cái đầu như thế này nè. Các bạn đưa vô trong. Đó, đưa vô chỗ bàn ngón tay nè. Đó, các bạn sẽ lấy vào phần của bàn ngón tay. Và sau khi lấy xong đó, thì các bạn kéo cái phần đuôi này nè. Cái phần đuôi này thì các bạn để ngay cái nhãn và các bạn giữ nó lại như thế này. Đó, các bạn giữ nó lại như thế này. Và tiếp theo là các bạn chỉ cần vuốt. Các bạn vuốt cái này lên nha, cái phần dư này lên. Các bạn vuốt cái chỗ này lên. Và tiếp theo là các bạn kéo. Và vuốt dây này lên. Sau đó các bạn dài cái phần dư vô đây là xong. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản.
Rồi bây giờ các bạn chỉ cần đeo cái cà vạt vô là xong. Để kiểm tra thì các bạn để kiểm tra các bạn có gắn đúng hay không á, thì các bạn sẽ kiểm tra như thế này. Đó, các bạn chỉ cần kéo cái phần đuôi của cái cà vạt này, các bạn thấy không? Và nó thắt cái phần dây này lại là được. Rồi, tôi sẽ gỡ nó ra. Rồi. Và thắt đúng thì các bạn chỉ cần kéo phát một là nó sẽ ra thôi. Và bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem nha. Để coi thời gian thực hiện nó mất khoảng bao lâu. Tôi để đồng hồ ngay giữa cho các bạn dễ xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mười sáu giây. Video này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc thắt cà vạt nhanh với số lượng nhiều, và nó cũng khá là đơn giản. Và đối với những người sống trong thời buổi công nghiệp như chúng ta thì việc sử dụng cà vạt đó là điều khá là thường xuyên. Nếu chúng ta không biết thắt cà vạt thì đó là một điều sai sót của chúng ta, và tôi nghĩ là đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Nó cũng khá là đơn giản và cơ bản đối với một người hiện đại. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và đăng ký nha. Và đặc biệt là nhớ là bấm vô cái chuông để không bỏ lỡ những video hay tiếp theo.